Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án One Gold. Để tham gia dự án này, mình click phần link mô tả để mở tức là một start. Sau khi bấm nó start xong, các bạn join ngay group các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh group, kênh seller, các bạn điền là username em Telegram của các bạn join ngay vào các bạn. Cộng anh 4 số 1. 1 2 3 4. Chứ anh thử chứ qua chứ. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Đó, vì là mình đã nhận được 200 token van ở đây bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn visit website guest. Visit website. Thì các bạn nhấp vào đây xem qua một cái website của nó thôi các bạn. Chứ không có làm gì chứ. Thì mình giờ cùng các bạn xem qua website của nó các bạn. Website khá là bắt mắt các bạn. Và thì lướt qua các bạn xem cứ khoảng 20 giây có Google Map này nọ đồ đồng hoàng các bạn. Quy 1 list sàn bằng cái cây swap này. Quy 2 void list in có market cap và có cấp cô nè. Quy 3 4 có lâu trợ phần có Google Map nè bạn. Quay drop nè. Rồi ok các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram lại nè. Đó có tiêu người ta. Rồi các bạn vô đây các bạn follow Twitter nó và like subscribe tam ba người bạn rồi gửi lại đường link profile Twitter của mình cho nó các bạn. Mình nhập vào fan. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like bài viết đầu tiên nó các bạn viết cái game nè các bạn. Rồi các bạn chỉnh chỉnh cho Twitter nha các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào cộng mình. Cộng Goku. Cộng Leyu. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Tiếp tục các bạn test lại xong các bạn mới đáp lời nè các bạn. Các bạn mở tờ Twitter mình ra các bạn vào qua cho gặp mình cùng các bạn copy cái đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì tờ Twitter mình đã copy mình để lên bên Zalo các bạn để làm cho nó thuận tiện cho nó mau cho các bạn nha các bạn. Để tránh mất thời gian của tất cả các bạn. Rồi bạn dán chào nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain trên Discord Wallet nha các bạn. Nếu bạn nào hiện tại địa chỉ Discord Wallet không được hiện tại một cái nó cập nhật một cái địa chỉ Discord Wallet thì các bạn tạo tài khoản thì các bạn chọn vào mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Bạn gọi địa chỉ NH cũng được, nó cũng cùng chung địa chỉ với cùng chung địa chỉ NH thôi các bạn. Rồi đây thì có balance có Google Map. Đây có balance có Gapfer này nọ rồi các bạn việc kiểm tra các bạn. Balance thì kiểm tra mình ăn 500 token nè, Gapfer nè, lên ghép xem quẹo những thằng. Ok, mình cũng cảm ơn các bạn đang theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.